Diễm Quỳnh xin được hoan hỷ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát được phát sóng trên kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Thay mặt cho 30 tập chương trình, kính chúc cho quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Thưa quý vị, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, được tử vi học dự báo, trong tháng 12 âm lịch nợ nần mấy cũng đều trả hết, đổi vận giàu sang. Đầy bất ngờ, có thể nói rằng là trong phần luận giải tử vi của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 12 sẽ giúp cho quý vị nắm bắt được tổng quan về vận hạn của mình trên các phương diện về tiền bạc, công danh, sự nghiệp, tình duyên và gia đạo. Qua đó thì quý vị sẽ biết trước được thiên cơ, nắm bắt được vận mệnh, đổi đời giàu sang nhanh chóng. Và sau đây sẽ là phần luận giải tử vi chi tiết. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nhé! Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 có mệnh đại khê thủy, tài trí hơn người, học hành giỏi giang, lại ham mê tìm tòi khám phá những thứ mới lạ. Họ có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật, các đồ thủ công, thậm chí là có thể đạt tới trình độ khá tinh thâm. Lòng tự tôn của người này rất lớn, luôn tự mình hành động, suy nghĩ cao xa, đôi khi có phần kiêu ngạo, không dễ chấp nhận ý kiến của người khác. Đây cũng chính là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của người này. Tuy nhiên, họ lại hiếm khi rơi vào cảnh này nên khiến cho người khác nảy sinh lòng đố kỵ. Người tuổi Giáp Dần nên chú ý đừng dễ dàng tin người quá mức. Trước khi làm gì cũng phải đặc biệt cẩn thận, luôn giữ cho mình phương án dự phòng để đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Suy xét chu đáo kỹ càng thì mới khiến cho kế hoạch đề ra được tiến hành thuận lợi. Chỉ cần bạn nguyện ý nỗ lực thì chắc chắn thành quả thu được sẽ không khiến bạn thất vọng. Dự báo trong tháng 12 âm lịch này, công việc không phải lúc nào cũng như mong đợi. Nhất là với những ai mới nhận nhiệm vụ mới sẽ dễ xảy ra sai sót thường xuyên. Về khía cạnh tài chính của con giáp tuổi Giáp Dần, trong tháng này khá ổn định, nhất là trong những thời điểm bạn vượt khó khăn, khẳng định được vị trí của mình thì rất dễ nhận được phần thưởng. Giáp Dương Mộc gặp Tân Âm Kim nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong những ngày này, những gia chủ tuổi Giáp Dần nên chú ý nhiều về vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tuổi Giáp Dần trong tháng 12 này, vận trình sự nghiệp biến động khá lớn, bản mệnh gặp khó khăn trong việc tập trung làm việc, phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Con đường sự nghiệp trong tháng 12 âm lịch của gia chủ không được sáng rõ, con giáp này dù cố gắng hết sức mình nhưng lại chẳng được cơ hội để thể hiện bản thân. Chẳng những thế, sự cứng nhắc, linh hoạt trong giải quyết vấn đề của con giáp này còn có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng, vì thế mà không thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt. Chính vì vậy mà dù có nhiều thời gian dành cho công việc, con giáp này cũng vẫn chẳng có được mục tiêu mình mong muốn, đường công danh sự nghiệp mịt mù. Những chuyện tưởng chừng sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở, bản mệnh nên ngồi tĩnh lại để tìm ra vấn đề cần giải quyết, có thế mới có thể xử lý tình hình trước mắt. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng 12 âm lịch, việc kiếm tiền của tuổi Giáp Dần không được thuận lợi như bình thường. Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho con giáp này càng căng thẳng và khó có thể tập trung, dễ mắc sai lầm để tuột mất cơ hội khỏi tay. Bản mệnh có thể sẽ tốn tiền hao của do mắc phải nhiều sai sót, phải bỏ chính tiền túi của mình ra để đền bù. Cũng có thể gặp những chuyện không may khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình. Nên có một kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm, đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức, tới lúc hối cũng không kịp. Thời điểm này với một số người Giáp Dần cũng là cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi qua đi quá nhanh mà bản thân còn mù mờ về bước đường phía trước. Bản mệnh nên năng làm việc thiện,
có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để rộng mở các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe người tuổi Giáp Dần trong tháng 12 âm lịch không được tốt, do sự nghiệp gặp trở ngại nên bạn phải lo lắng và suy tính nhiều hơn. Có những lúc bạn cảm thấy rơi vào bế tắc, hãy làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình, sau đó đưa ra quyết định đúng đắn. Thời gian này bản mệnh làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Ngoài ra cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ. Các mệnh chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng phong thủy tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, bạn cần phải tâm sự chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm của mình, khó khăn của mình đối với đối phương để tránh những giận hờn hiểu lầm không đáng có, làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Tháng 12 năm 2021 âm lịch là lúc mà tuổi Giáp Dần sẽ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu. Sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên con giáp này phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết. Con giáp này mải mê với chuyện công danh sự nghiệp cùng những thú vui của riêng mình mà quên hết mọi chuyện xung quanh. Bạn có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống của bạn. Trong tháng 12 âm lịch này, gia đình bạn sẽ gặp phải một số xích mích, cãi vã và tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Tháng Sửu, Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Giáp Dần trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 12 năm 2021, tức ngày 7 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 12 năm 2021, tức ngày 19 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với tuổi Giáp Dần trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021 là những ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 12 năm 2021, tức ngày 10 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 12 năm 2021, tức ngày 22 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của mình, gia chủ và các anh chị hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được tư vấn cũng như là hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Khuyên gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Giáp Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy.
Thưa quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 12 âm lịch. Và qua đó thì quý vị đã phần nào nắm bắt được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 12 âm lịch này, đúng không ạ? Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để nhận thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả quý vị vì đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.